Mấy anh chị ơi thông cảm đứng qua cái này rồi, mấy anh chị cứ đứng thoải mái, thông cảm giùm nha. Thoáng không gian chứ. Thông cảm giùm anh. Ánh sáng vô rồi anh Trang. Con đây chú dạy con học gì ạ? Con cái đá còn đây, chút chút cho con dạy thở chứ. Dạ, con đây là con đang nói.